Đoàn kiểm tra của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đất Đỏ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đất Đỏ hiện có 62 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội tính chấp cho 387 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền hơn 21 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên hơn 195,9 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 2.800 hội viên tham gia gửi tiết kiệm với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Phụ Nữ Huy Đất Đỏ đã bám sát thực tế, ra soát nhu cầu của hội viên và nhân dân để tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Công tác bình xét cho vay, quản lý hướng dẫn sử dụng vốn vay, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn được thực hiện nghiêm túc qua kiểm tra giám sát lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đề nghị hội liên hiệp phụ nữ huyện đất đỏ thường xuyên nắm bắt tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng để tránh tình trạng sử dụng vốn không đúng